Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con các bạn. Mẹ Xin dẫn con cái cọp à. Và một con cái Xin Tơ. Đây, bộ mẹ Xin dẫn cái cọp các bạn. Mẹ cực kỳ to con nha. Bò Hải Đồng nha các bạn. Mẹ khú, đuôi dài gần phết đất. Mẹ dằn rúng rúng chiền. Đó, yếm dày, sải tích nghiêm chỉnh. Đó. Mẹ cao 1m28 bò các bạn. Mẹ cao 1m28 bò. Đó, dẫn cái cọp là lứa đầu tiên luôn các bạn. Đây, cái cọp cao 1m03 bò nè các bạn. Bò mẹ bơm ba bê được 1 tháng 15 ngày. À, mẹ Xin dẫn cái cọp này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Cái cọp đầu trụ lũi, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Đòn thì dài. Đòn thì dài, rúng rúng chen, lông đuôi 1 chùm. Cái cọp uống nút cao 1m03 bò, mẹ cao 1m28 bò, đòn ngay sẽ lưng luôn các bạn. À, mẹ rúng chiền nè các bạn không, bốn vú đều nè, mẹ rúng chiền bốn vú đều nè các bạn, không lan giá nha, sải tích nghiêm chỉnh, mẹ qua đen khui, lông đuôi 1 chùm, chân móng là móng sò. À, bò mẹ dẫn cái cọp lứa đầu tiên luôn các bạn, mẹ bơm bơm được 1 tháng 15 ngày, giá 32 triệu bò mẹ con nè các bạn, 32 triệu. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Mẹ rúng chiền nè, cái cọp uống nút luôn các bạn không. Cái cọp cao 1m03 bò đầu trụ lũi. Cái cọp dàn rúng nè. Hay cái cọp dàn rúng lấy tê nha các bạn. Đó, lưng một lưng. Cao 1m03 bò. Chân móng hai mẹ con đều hoàn thiện hết các bạn. Giá 32 triệu bằng 32 triệu bò mẹ con. Đó, mẹ cái dàn rúng chiền nè. Qua thì đen khui. Lông đuôi thì 1 chùm. Mẹ bơm 3B được 1 tháng 15 ngày. 1 tháng 15 ngày. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 32 triệu bằng 32 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, bò mẹ này đúng mẫu. Đúng dàn rúng các bạn không? Rúng từ vú kéo tới ngực luôn các bạn, rúng chiền các bạn. Đó, cái cọp u nút, mẹ cao 1m28 bò, cực kỳ to con các bạn. Lông đuôi gần phết đất, chân là móng sò. Mẹ không lan giá đâu các bạn, dẫn cái cọp lứa đầu tiên luôn các bạn. Bơm bê được khoảng 15 ngày, giá 32 triệu bộ mẹ con này các bạn, 32 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa cái nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chú bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đây là cái Xin Tơ. Cái Xin Tơ các bạn, cao 1m12 bò các bạn, cao 1m12 bò. Rúng rúng nè. Yếm nè, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết. Đòn thì dài. Lông đuôi 1 chùm. Giá là 18 triệu 500 ngàn các bạn, 18 triệu 500 ngàn. Cao 1m12 bò các bạn, cao 1m12 bò. Yếm dày cui à. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết, không lan giá các bạn. Cái Xin Tơ này nó quyền bò hết các bạn. Nó quyền bò hết. Đây, dàn rúng nè. Vú nè, đều hết các bạn. Chân móng nè, móng sò hoàn thiện hết các bạn. Móng sò hoàn thiện hết. Giá là 18 triệu 500 ngàn các bạn, 18 triệu 500 ngàn. Cái Xin Tơ cao 1m12 bò các bạn. Cái Xin Tơ này cao 1m12 bò. Đó, xe mặt xe lưng đầu nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe mặt xe lưng đầu nghiêm chỉnh hết. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Ở lông đuôi 1 chùm. Rúng. Đòn dài, sái tích là nghiêm chỉnh, yếm dày, chân móng được hoàn thiện, bò đỏ ao các bạn ơi, không lan giá chỗ nào hết các bạn, bò đỏ ao không lan giá chỗ nào hết các bạn. Xe lưng nè, xe mặt đồ là nghiêm chỉnh hết, vú nè, rúng nè, các bạn không, vú rúng nè, chân móng nè, móng sò hoàn thiện hết các bạn, lông đuôi thì 1 chùm lông đuôi luôn các bạn, đó, yếm thì dày cui, đòn thì dài. Giá là 18 triệu 500 ngàn các bạn, 18 triệu 500 ngàn, cao 1m12 bò các bạn.
anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đó, còn đây bộ mê con cái cọp các bạn. Đó, cái Sinter mẫu cực kỳ đẹp luôn các bạn, giá là 18.500.000 đồng, cao 1m12 bò. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là cái Sinter cao 1m12 bò, giá là 18.500.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.